cán bộ địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó có các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt có phong trào dân vũ đều đặn vào lúc 19 giờ tối hàng ngày. Khi tiếng nhạc cất lên là lúc các thành viên câu lạc bộ dân vũ thôn Quý Lâm hăng say tập luyện với các điệu nhảy dễ tập dễ nhớ, rèn luyện sức khỏe tốt nên ai cũng có thể tham gia. Hưởng ứng cuộc thi bước nhảy dân vũ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Quý tổ chức chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hôm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Quý Lâm xin gửi tới các quý vị đại biểu, các ban giám khảo cùng toàn thể bà con nhân dân trong xã bài dân vũ trên nền ca khúc Xinh Tươi Việt Nam, với mong muốn được giao lưu, học hỏi, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê dân vũ, lan tỏa tình yêu người, yêu đời, yêu quê hương đất nước, đặc biệt yêu quê hương Thanh Hóa anh hùng và trân quý giá trị cuộc sống, giá trị phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, góp phần làm cho đất nước ngày càng văn minh và phát triển. Thank you.